Vũ Phương Hoài tiếp tục mời Nikon đứng dậy để thi đấu với mình. Cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài, Nikon chạy rồi. Một phút cuối cùng, sự lì lợm đáng khen của Nikon trước những cú búa đến từ nhà bè thành phố Hồ Chí Minh dành cho mình. Rất nặng, rất nặng, rất nặng, rất dồn dập. Khăn trắng đã được tung ra, khăn trắng đã được tung ra. Với sự kiện LC16 nơi diễn ra trận đấu của Nguyễn Vũ Phương Hoài, một võ sĩ tiếp đầu của võ đường Liên Phong sẽ đối đầu với một võ sĩ nước ngoài. Đây là võ sĩ nước ngoài sẽ đối đầu với Phương Hoài ở cân 65 kg. Nico sẽ là người đối đầu với Phương Hoài. Đây là một võ sĩ nước ngoài và nó không có gì là quá khó khăn cho với Phương Hoài. Nico là một võ sĩ đánh đều cả chân cả đất. Còn Phương Hoài, người với biệt danh là The Joker, sẽ là một trận đấu dễ chơi cho Phương Hoài dù đây là một võ sĩ nước ngoài. The Joker, Phương Hoài. Nico Morehon sẽ là đối thủ của Nguyễn Phương Hoài. Và đây là điều đầu tiên đối với Phương Hoài khi anh được đưa lên ra thi đấu. Phương Hoài sẽ là đầu tiên trước này ở Live Championship hạng A. Anh sẽ đối đầu với Nico Morehon. Và chúng ta có thể nhìn thấy người chỉ đạo Nico Morehon là nhà vô địch ở hạng cân 65 kg. Nego Chắc Lê đã xuất hiện. Công chúng là Nego Chắc Lê mà cũng còn cả Robson Oliveira sẽ hỗ trợ Nego Chắc Lê, sẽ hỗ trợ người đồng đội của mình. 3 võ sĩ nước ngoài, 2 nhà vô địch và 1 người chưa vô địch sẽ đối đầu với Nguyễn Vũ Phương Hoài, võ sĩ của võ đường Liên Phong. Ở sự kiện LC16 diễn ra ở buổi tối hôm nay, các trận đấu đang được diễn ra một cách vô cùng trong bánh khi có những chiến thắng nấp ảo, submission bằng những khóa xiết, bằng kỹ thuật. Và chúng ta cùng chơi đây trận đấu của Nguyễn Vũ Phương Hoài và Hans, võ sĩ ngoại quốc thi đấu tại Live Championship. Hãy xem The Joker, võ sĩ của võ đường Liên Phong sẽ làm gì trước đối thủ ngoại quốc. Chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ cho võ sĩ của Việt Nam chiến thắng cho võ sĩ ở ngoại quốc tại Live Championship. Đây là Việt Nam và đây là sân chơi của chúng ta. Ready và trận đấu bắt đầu. Những cái chậm găng đầy âu yếm của hai võ sĩ liên tục là những cú đá rất nặng của Chắc Hòn. Chắc Hòn đang đưa Nguyễn Vũ Phương Hoài vào góc lồng. Liên tục là những cú đấm của Phương Hoài. Trận đấu đang diễn ra khi hai võ sĩ đổi đòn rất nhiều, tuy dựa vào dây đài nhưng vẫn chưa ai đưa ai xuống đất cả. Những tình huống striking, những tình huống đánh đứng đang là điểm nổi bật của hai nam võ sĩ. Rất vùng vằng trong những tình huống ôm siết. Và bây giờ là Mikko Hon sẽ cố gắng đưa Phương Hoài xuống đất. Phương Hoài cũng không dễ chơi trong những tình huống địa chiến. Đầu của Nico Hon đang rất thấp rồi. Phương Hoài đang có được lưng của Nico Hon nhưng đây là rất khó khi Nico Hon đang có được một tình huống single leg takedown. Cái single chân đơn của Nico Hon nhưng Phương Hoài vẫn chưa chịu khuất phục. Anh vẫn chưa chịu nằm xuống sàn. Vẫn là những tình huống giằng co của hai võ sĩ ở phần góc lồng. Và bây giờ là lúc mà Nguyễn Vũ Phương Hoài bắt được lưng của Nico Hon, đang có những tình huống leo lên lưng của Nico Hon. Nhưng rất khó, Nico Hon vẫn chưa để cho Phương Hoài làm chủ được cái lưng của mình. Góc lồng vẫn là nơi mà hai võ sĩ chọn để tựa vào. Nico Hon đang có một tình huống tốt khi nắm được phần hông của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Bây giờ là 3 phút 33.
thời gian của trận đấu đang diễn ra. Nguyễn Vũ Phương Hoài phải làm rất nhiều để có thể chống cự lại khả năng vật của Nico Horn. Lưng của Phương Hoài vẫn đang lấm trên góc lồng. Và Nico Horn đang có một tình huống gài chân để có một tình huống quét trụ đưa Phương Hoài xuống dưới đất. Nhưng góc lồng đang là điểm tựa vững chãi cho Nguyễn Vũ Phương Hoài. Một cú gối của Nico Horn. Thêm một cú gối nữa của Nico Horn, nhưng cú gối đã khiến đầu của Phương Hoài bị lật. Trận đấu đang diễn ra một cách rất hấp dẫn thì vẫn chưa ai phải xuống sàn và giải quyết bằng địa chiến cả. Hai võ sĩ chuyển lại với tư thế đánh đứng. Phang ống của Nico Horn, những cú phang ống rất nặng của Nico Horn. Nico Horn đang di chuyển để lấy lại hơi. Và bây giờ là lúc mà Phương Hoài vùng lên, liên tục là những cú đấm của Phương Hoài, kèm theo đó là những cú trỏ về phía đầu của Nico Horn. Phương Hoài đang tăng tốc và những cú đấm của Phương Hoài đang mạnh hơn. Liên tục là những cú đấm của Phương Hoài. Và hai võ sĩ lại trở về góc lồng, nhưng lần này Nico Horn là người bị ép trong lồng. Ngón tay của Phương Hoài vừa rồi đã móc vào góc lồng, nhưng trọng tài đã không để ý trong tình huống vừa rồi. Vẫn là những tình huống đổi đòn, những cú gối chính xác của Nico Horn về đầu của Phương Hoài. Ba tình huống gối chính xác của Nico Horn vào đầu của Phương Hoài. Nico Horn đang sử dụng lợi thế sải tay sải chân dài của mình trước Phương Hoài. Những cú đá chân trước của Nico Horn rất tốt, nhưng bây giờ là thời khắc cho Phương Hoài. Liên tục là những cú đánh của Nico Horn, những cú đánh đúng độ chính xác nhưng sát thương là không cao đối với Nguyễn Vũ Phương Hoài. Nguyễn Phương Hoài đang dồn ép Nico Horn, liên tục là những cú đấm chính xác của Nguyễn Phương Hoài. Nico Horn đang dồn ép Phương Hoài đang dồn ép Nico Horn, xin lỗi quý vị. Sau những series đòn đánh rất nặng, và bây giờ Phương Hoài là người đưa Nico Horn xuống đất. Nhưng góc lồng vẫn đang là điểm tựa tốt cho lưng của Nico Horn. Phương Hoài đang bắt lấy cổ của Nico Horn. Liên tục là những cú búa rất chất lượng, power and round rồi có được cái lưng. Và bây giờ là những cú búa của Phương Hoài vào đầu của Nico Horn. Phương Hoài đang kiểm soát tốt, nắm chặt hai tay của Nico Horn, không cho Nico Horn có cơ hội lật người lại. Và bây giờ là lúc mà Nico Horn lật được người lại. Phương Hoài không gì phải vội vàng khi thời gian của trận đấu còn 1 phút. Một cú đạp chính xác của Nico Horn vào đầu của Phương Hoài. Nếu Phương Hoài trong tư thế quỳ thì Nico Horn sẽ phạm lỗi. Nhưng Phương Hoài đang đứng sẽ không có một lỗi gì đối với Nico Horn cả. Phương Hoài vẫn đang có những tình huống tỉa khi Nico Horn nằm. Một tình huống dùng dày và có một tình huống single leg của Nico Horn. Và bây giờ là những cú đấm của Phương Hoài, những cú đấm vô cùng chất lượng của Phương Hoài về phía đầu của Nico Horn. Và Nico Horn vẫn đang sử dụng những tình huống gối nhờ sải chân dài của mình trong những tình huống mà Phương Hoài áp sát. Tình huống chật chân của Phương Hoài vùng lên của Nico Horn, nhưng đây là chưa đủ để khiến Phương Hoài phải gặp quá nhiều khó khăn. Phương Hoài đang cho thấy thể lực của mình tốt hơn Nico Horn. Liên tục là những cú đấm của Phương Hoài. Những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, 26 giây cuối cùng, và Phương Hoài đang làm rất tốt rồi. Những cú đấm liên tục, sức ép của Phương Hoài lên người của Nico Horn. Liệu trận đấu có kết thúc không? Nico đã chạy rồi. Và Phương Hoài vẫn đang có những cú đấm về phía đầu của Nico Horn. 10 giây cuối cùng, và Nico Horn chắc chắn sẽ chủ vững để đưa trận đấu trở vào hiệp đấu thứ hai, nơi mà Nico Horn sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Liên tục là những cú đổ đòn của Phương Hoài và ôm của Nico Horn. Và chúng ta vừa kết lại một hiệp đấu đầy cảm xúc của Nguyễn Vũ Phương Hoài và Nico Horn. Sau đây ít ngày, chúng ta sẽ đến với một sự kiện rất lớn của MMA được diễn ra tại võ đường Liên Phong, nơi mà Nguyễn Vũ Phương Hoài đang tập luyện và thi đấu. Đó là giải GMA World Martial Arts Thần Võ Việt Nam 2024. Đây là một giải đấu do võ sư Johnny Trí Nguyễn tổ chức, giải đấu rất hấp dẫn. Và đặc biệt giải đấu GMA Thần Võ Việt Nam sẽ được các võ sĩ sử dụng những đòn trỏ nằm, gối nằm, và đặc biệt là những tình huống hi hục, những tình huống bại chân, niềm khao khát của những võ sĩ MMA thi đấu tại Việt Nam. Và chúng ta đã được trở lại với thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Nguyễn Vũ Phương Hoài đối đầu với Nico Horn. Trong một trận đấu mà Phương Hoài làm chủ tốt
ở những khoảng thời gian cuối trận. Và Nikon cho thấy được sự xuống sức của mình. Nhưng bây giờ là sự vùng lên của Phương Hoài trước những cú đá của Nikon. Liên tục là những cú đấm bóng rất chất lượng của Phương Hoài về phía đầu của Nikon. Biệt danh The Choker đang không được Phương Hoài thể hiện, mà bây giờ hãy gọi anh là The Striker. Khi những cú đấm rất chính xác của Phương Hoài đang hướng vào cái đầu của Nikon. Võ sĩ ngoại quốc được sự chỉ đạo của Nước Vô Chắc Lệ và Oliveira, nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn trước người học trò, người đệ tử của võ sư Johnny Trí Nguyên, Nguyễn Vũ Phương Hoài. Liên tục là những tình huống bất chủ của cả hai. Cú đấm của Nikon, chúng ta đang được thấy sự xuống sức rất lớn đến từ Nikon khi anh di chuyển nhiều, nhưng những cú đấm của Nikon không còn đủ mạnh để chính xác đối với Nguyễn Vũ Phương Hoài. Và đây là giây phút mà Nguyễn Vũ Phương Hoài làm chủ được trận đấu của mình. Liên tục là những cú đấm và những cú gối, cú trò của cả hai, những tình huống đổi đòn hết sức hấp dẫn. Sự dồn ép của Nikon và đã không còn, và bây giờ là những cú dồn ép của Nguyễn Vũ Phương Hoài. 5 phút là quá nhiều để cho Nguyễn Vũ Phương Hoài có một trận đấu nấp ào bằng những cú đấm của mình. Liên tục là những cú đấm của Nguyễn Phương Hoài vào đầu của Nikon. Nikon đang quay lùi chạy. Võ sĩ Nikon có lẽ đã không thể chịu được những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Chiếc cằm của Nikon vẫn rất cứng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cú đấm cuối cùng và kết thúc cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Và bây giờ là những giây phút dành cho những cú power and round, những cú búa từ trên giáng xuống của Nguyễn Vũ Phương Hoài dành cho Nikon. Và lại có một tình huống lỗi nữa rồi. Và lỗi tiếp tục thuộc về một võ sĩ của võ đường Liên Phong. Trọng tài đang yêu cầu Nguyễn Phương Hoài không được dùng gót chân bổ mặt đối phương. Và ban huấn luyện của Liên Phong MMA đang yêu cầu Nguyễn Vũ Phương Hoài phải đánh đứng với Nikon. Nguyễn Vũ Phương Hoài đã có lợi thế đánh đứng rất tốt trước Nikon. Nikon đã thoá thấm mệt rồi, và bây giờ là giây phút của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Đổi đòn rất chất lượng của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Những tình huống đổi đòn ở góc lồng. Nguyễn Phương Hoài đang thi đấu thông dòng hơn khi anh biết lợi thế đang thuộc về mình. Và sự tỉnh táo đang hiện trên mặt của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Đè lồng của Nikon nhưng đây là không đủ. Single leg takedown, bắt chân đôi, bắt chân đơn, nhưng không đủ sức nữa để đưa Phương Hoài xuống sàn. Và bây giờ là lúc võ sĩ Nguyễn Vũ Phương Hoài đánh đứng. Những đúng striking rất hiệu quả. Những cú đấm bóc thẳng vào màu của Nikon. Những cú đấm từ vùng thấp lên cao của Nguyễn Vũ Phương Hoài đang gây nhiễu động đối với người không còn tỉnh táo và xuống sức rất nhiều, Nikon. Liên tục là những tình huống đổ đón ra của Nikon, nhưng Nguyễn Vũ Phương Hoài rất nhẹ nhàng và tránh được. Liên một cú sút nữa của Phương Hoài với Nikon. Nhà vô địch của DFL năm 2023 đang cho thấy được đẳng cấp của mình. Lần đầu tiên thi đấu hạng A như mơ của Nguyễn Vũ Phương Hoài trước Nikon, một võ sĩ ngoại quốc. Một tình huống chuyển đổi vị trí rất tốt của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Và bây giờ là lúc Nikon nằm xuống sàn. Liên tục là những cú búa của Phương Hoài về đầu của Nikon. Những cú búa rất nặng. Phương Hoài chọn lựa kỹ càng từng điểm rơi của từng cú đấm của mình lên người của Nikon. Nguyễn Vũ Phương Hoài đã có lợi thế rất lớn về thời gian. Trọng tài đang yêu cầu Nikon đứng dậy và sẽ tiếp tục với cơn ác mộng mang tên Nguyễn Vũ Phương Hoài ở trên sáng đứng sở trại kinh, nơi cú Nguyễn Vũ Phương Hoài đang thể hiện được sở trường đánh đứng của mình. Liên tục là những cú đấm bắp chính xác của Phương Hoài, những tình huống dồn ép bằng những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài về phía Nikon. Những cú đá yếu ớt của Nikon lên người Phương Hoài. Và bây giờ là lúc sức mạnh của Nguyễn Vũ Phương Hoài, những đòn đấm, những đòn trỏ và những đòn gối nữa đang được võ sĩ của team Liên Phong sử dụng. Một tình huống đổi đòn ra và Nikon đã nằm xuống sàn. Sự xuống sức của Nikon. Và bây giờ là power and low. Những cú búa của Nguyễn Vũ Phương Hoài vào đầu của Nikon. Những cú búa rất nặng của Nikon, của Nguyễn Vũ Phương Hoài vào đầu của Nikon. Võ sĩ người nước ngoài chỉ còn biết chống đỡ mà thôi. Sự dồn ép của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Và đây là những giây phút mà Nikon mệt. Và Nguyễn Vũ Phương Hoài có thể hiện được khả năng choker, khả năng siết cổ của mình hay không. Có lẽ Nguyễn Vũ Phương Hoài đang set up, đang chuẩn bị cho một đòn RNC rematch, một đòn khóa tăng giác từ phía sau đối với Nikon hay chẳng. Vẫn là những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài. 48 giây cuối cùng cho những nỗ lực của Nguyễn Vũ Phương Hoài để có thể kết thúc được Nikon ở thi đấu thứ hai này. Có bắt được cổ hay không? Có được lưng rồi, tay đang lòn. Những cú búa để đánh tản cái đầu của Nikon ra khỏi vùng tay.
những tình huống búa rất nặng. Vẫn là những tình huống vẫn chưa lên được mao. Những cú sút của Nguyễn Vũ Phương Hoài vào vùng phía xương cụt của Nico Hòn. Vẫn là những cú đấm rất nặng của Phương Hoài, những tình huống power and roll. Những tình huống đánh búa của Võ Đường đến vào 10 giây cuối cùng cho những cú power and roll của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Nguyễn Vũ Phương Hoài đang xả vô số đang đấm về phía Nico Hòn. Đẳng cấp của nhà vô địch DFL năm 2023 đang được thể hiện. Và bây giờ hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Nguyễn Vũ Phương Hoài đang chứng tỏ anh là nhà vô địch của DFL năm 2023. Người cầm đai luôn có sự khác biệt. Khánh Tường chưa thể nói được câu nào. Khánh Tường đi bình luận chưa thể nói được câu nào nên thôi. À, rồi. Tôi cắt anh nhá. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng ở hạng cân 65kg hạng A của sự kiện LC16, nơi diễn ra trận đấu của nhà vô địch DFL Nguyễn Vũ Phương Hoài, nhưng là lần đầu tiên thi đấu tại hạng A của Lai Châm Xích với võ sĩ được rất nhiều nhà vô địch chăm sóc, đó là Nico Hòn. Chúng ta có thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Nico Hòn sau hiệp 1 phải chịu quá nhiều những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Bờ chốc cơ đến từ Liên Phong Mai Ma đang đánh mất mình khi anh đang tỏ ra mình là một võ sĩ đánh striking tuyệt vời, một võ sĩ đánh đứng rất hay. Liên tục là những cú phất vào đùi của Nguyễn Vũ Phương Hoài, những cú phá trụ đối với Nico Hòn, lại là những cú dồn hết của Nguyễn Vũ Phương Hoài lên người của Nico Hòn. Nico Hòn đang quá mệt và bây giờ anh phải chịu lại những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Một tình huống muốn đưa Nguyễn Phương Hoài xuống đất của Nico Hòn, gục ngã của Nico Hòn rồi. Và bây giờ là những tình huống ra búa của Nguyễn Vũ Phương Hoài, đạp chân của Nico Hòn. Nguyễn Phương Hoài ép chặt chân của đối phương mà không cho phần chân của đối phương thoát ra, và chân của Nico Hòn đang bám vào lòng và trọng tài đang đưa chân của Nico Hòn ra. Và bây giờ là những cú phất vào đầu của Nguyễn Vũ Phương Hoài đến với Nico Hòn. Chúng tôi ở trên khán đài rất cao nhưng vẫn còn nghe được tiếng vỗ rất rõ từ những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Và một lần nữa trọng tài đang yêu cầu chân của Nico Hòn phải thoát khỏi sự móc lòng. Những cú đấm rất chất lượng của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Nico Hòn đã quá đuối rồi và bây giờ thời gian là của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Một tình huống đạp vào đầu hợp lệ của Nico Hòn đối với Nguyễn Vũ Phương Hoài. Trong những tình huống đạp vào đầu từ dưới lên khi nằm địa chiến thì các võ sĩ đang đứng thì sẽ hợp lệ, còn khi quỳ để gây áp lực thì sẽ là bất hợp lệ. Liên tục là những cú power vào, những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài vào người của Nico Hòn. Sức ép là rất lớn và bây giờ Nguyễn Vũ Phương Hoài bắt được lưng của Nico Hòn. Liệu qua MC không? Liệu qua MC không? Và bây giờ Nguyễn Vũ Phương Hoài đang trở về. Nguyễn Vũ Phương Hoài muốn đánh đứng và anh đang làm được điều đó. Liên tục là những tình huống sai cản trở, kiểm soát phần hông bên trái của Nico Hòn và đưa ra những cú đấm vào mạng phía bên trái đầu của Nico Hòn. Lại một lần nữa trọng tài phải nhắc Nico Hòn về nỗi móc dây lồng. Bất ngờ khi trái angle, một tình huống quá siết không, vẫn chưa thể có một tình huống trái angle từ cặp chân dài miên man của Nico Hòn. Ép lồng rất khủng khiếp đến từ Nguyễn Vũ Phương Hoài. Thời gian là của Nguyễn Vũ Phương Hoài và anh không vội gì cả. Vẫn là những tình huống gây áp lực đủ lớn để khiến Nico Hòn phải cảm thấy đau đớn của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Nico Hòn bây giờ chỉ còn có thể chống đỡ để bảo toàn danh dự của mình. Anh không muốn Nguyễn Vũ Phương Hoài kết thúc mình bằng một chiến thắng submission hay một chiến thắng TKO hay thậm chí là KO. Cái vẫy tay mời gọi của Nguyễn Vũ Phương Hoài với Nico Hòn. Nguyễn Vũ Phương Hoài đang mời Nico Hòn đứng dậy và Nico Hòn đứng dậy rồi và chúng ta sẽ xem những bản striking nhưng mà đánh đứng của cả hai võ sĩ. Đứng dậy rồi và bây giờ là sân chơi của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Liên tục là những cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài và đầu của Nico Hòn. Nico Hòn lại một lần nữa muốn đưa Phương Hoài xuống đất, anh làm được nhưng Nico Hòn đang phải chịu đứng cú búa của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Nguyễn Vũ Phương Hoài đang thong dong trong 2 phút 20 của cuối trận thi đấu này. Áp lực là vẫn đủ. Nguyễn Vũ Phương Hoài không cho Nico Hòn nghỉ. Những cú đấm rất nặng của Nguyễn Vũ Phương Hoài vào phần người của Nico Hòn. Nhưng cú đấm rất chất lượng, những cú búa, những cú pound round rất chất lượng của Nguyễn Vũ Phương Hoài.
đang thể hiện mình là võ sĩ vô địch GMA. Bắt được lưng rồi, nhưng Nguyễn Vũ Phương Hoài không muốn làm đờ chốt cơ hôm nay. Anh muốn làm đờ striking khi anh đang muốn đánh đứng với Nico Horn. Vẫn là những tình huống xoay sở của Nico Horn để gánh chịu những cú đánh rất nặng của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Những cú đánh vào đầu rất nặng của Nguyễn Vũ Phương Hoài để vào cái đầu của Nico Horn. Vẫn là những tình huống cảm kiểm soát trận. Ở trong đấu trận tối ngày hôm nay thì team Liên Phong đã có được một chiến thắng và một trận thua. Và đây có lẽ sẽ là trận thắng tiếp theo của team Liên Phong, nơi mà Nguyễn Vũ Phương Hoài đang làm quá tốt. Những cú búa của anh dã vào đầu của Nico Horn, cái đầu đến từ châu Âu có lẽ sẽ không thể chịu được những cái búa đến từ võ đường Liên Phong tại nhà bè Việt Nam. Liên tục là những cú búa, Nico Horn lăn lông lốc. Và bây giờ là lúc Nico Horn ngồi gác, bắt chân của Nguyễn Vũ Phương Hoài. Chân của Nguyễn Vũ Phương Hoài như con lươn kéo còi như sự bắt chân của Nico Horn. Sự thong dong, nụ cười trên gương mặt của Johnny Trí Nguyễn. Nguyễn Vũ Phương Hoài tiếp tục mời Nico Horn đứng dậy để thi đấu với mình. Cú đấm của Nguyễn Vũ Phương Hoài, Nico Horn chạy rồi. Một phút cuối cùng, sự lì lợm đáng khen của Nico Horn trước những cú búa đến từ nhà bè thành phố Hồ Chí Minh dành cho mình. Rất nặng, rất nặng, rất nặng, rất dồn dập. Khăn trắng được tung ra, khăn trắng được tung ra. Và Nguyễn Vũ Phương Hoài đã có trận thắng tốc hào kỹ thuật. Chúc mừng võ sĩ của võ đường Liên Phong. Một chiến thắng rất xứng đáng được cho Nguyễn Vũ Phương Hoài. Những cái ôm ấm nhất của Nguyễn Vũ Phương Hoài để cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của mình. Xin chúc mừng võ sĩ của võ đường Việt Nam và xin gặp lại quý vị và bạn sau những trận đấu đỉnh cao hơn nữa của Sao Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại.